những công tác của nhà Việt Nam. Tôn chỉ của nhà Việt Nam là bảo tồn văn hóa và phục vụ cộng đồng. Ngoài việc bảo tồn những giá trị văn hóa của người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại cho các thế hệ con em của người Việt Nam, thì nhà Việt Nam còn luôn chú trọng đến việc phục vụ cộng đồng. Ngay từ đầu tháng 4 năm 2020, nhà Việt Nam đã không quản ngại đem những thức ăn nấu chín phục vụ tận nhà cho các cụ gia đình cô đơn. Ngoài ra, hơn 6.000 mask giúp để phòng bệnh dịch COVID-19 cũng được các tình nguyện viên mua vải, cắt may và phân phát tới cho cộng đồng. Tháng 6 năm 2020, nhà Việt Nam với sự kết hợp cùng quận Montgomery trong chương trình Food Security Plan, hơn 10.400 gói quà đã được phân phối tới cho các cư dân trong vùng. Những thiện nguyện viên nhà Việt Nam đã không quản ngại bất cứ khó khăn nào, bất cứ điều kiện thời tiết nào, chỉ luôn mong phục vụ được tất cả mọi người, nhất là người Việt Nam. Để mọi người trong cộng đồng luôn có những tin tức chính xác và gần gũi, Đài Phát thanh Nhà Việt Nam đã được thành lập. Hơn 210 bản tin cộng đồng với thời lượng hơn 250 giờ phát thanh đã được phát ra, phục vụ hơn 100.000 lượt nghe từ Maryland, Virginia cũng như các vùng lân cận, ngay cả tiểu bang California và nước Pháp. Nhà Việt Nam được thành lập từ năm 2020. Trong chương trình phát thanh của Nhà Việt Nam, Bếp Nhà Việt Nam tham gia tiết mục đi chợ và nấu ăn cùng Bếp Nhà Việt Nam. Nhà Việt Nam cũng luôn quan tâm đến sức khỏe cộng đồng. 4 lần tổ chức nói chuyện về y tế, 5 lần cùng quận tổ chức trích ngừa COVID. Trong giáo dục cũng được nhà Việt Nam chú tâm. Lớp luyện thi SAT được thành lập để giúp cho các con em trong cộng đồng bổ sung thêm kiến thức, giúp các em thi tốt cuộc thi tốt nghiệp, tạo hướng tương lai cho thế hệ trẻ. Việc tri ân và giúp đỡ với người cao tuổi, cựu chiến binh, người vô gia cư luôn được nhà Việt Nam xem như là trách nhiệm quan trọng. Hơn 1.000 phần quà đã được trao đến cho họ. Phối hợp cùng với cộng đồng, nhà Việt Nam đã tổ chức buổi trình diễn văn nghệ trong ngày 30 tháng 4 đen và buổi diễn hành trong ngày lễ độc lập July 4 thành công tốt đẹp.
ngoài việc phục vụ cho cộng đồng Việt Nam, thì việc giúp đỡ những cộng đồng khác cũng luôn được ưu tiên. 28.000 Mỹ Kim do nhà Việt Nam tổ chức quyên góp và sự giúp đỡ từ người Việt hải ngoại đã gửi tới cho nhân dân Ukraine thông qua World Central Kitchen. Việc bảo tồn và duy trì những giá trị văn hóa cho các thế hệ sau cũng luôn được nhà Việt Nam quan tâm. Ngày 6 tháng 11 vừa qua, nhà Việt Nam đã tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, một số trò chơi dân gian và cũng như những hình ảnh quê hương như con trâu, con gà, bụi chuối, cây tre, cây trúc cũng được các nghệ nhân dựng lại. Việt Nam cùng với hàng trăm tình nguyện viên, Liên đoàn Hướng đạo Sài Gòn, Võ đường Thái cực đạo, Võ đường Vo Vi Nam, phụ huynh học sinh, còn rất nhiều những công tác khác phục vụ cho cộng đồng như ...167 hồ sơ sức khỏe, chương trình Toys for Tots, hàng trăm phần quà đã được phát đến cho các trẻ em vào dịp cuối năm 2022. Hàng trăm phần quà và thực phẩm được phát tặng cho cao niên, người vô gia cư, cựu quân nhân dịp cuối năm. Hai bữa cơm thân mật dành cho các vị cao niên. Dịp năm mới 2023, nhà Việt Nam kính chúc tất cả anh chị em tình nguyện viên, quý phụ huynh, các cháu nhỏ, Võ đường Thái cực đạo, Võ đường Vo Vi Nam, Liên đoàn Hướng đạo Sài Gòn, các thân hữu và quý mạnh thường quân một năm mới luôn vui, khỏe và an khang.